Và kính thưa quý vị, một lần nữa sân khấu chúng ta sẽ đón nhận phần trình diễn của vũ đoàn Việt Top bằng một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí được mang tên Nắng Có Còn Xuân, và một tràng pháo tay với sự quay trở lại của nữ ca sĩ Yến Quỳnh. Xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị. Phương Hà xin gửi đến quý vị và các bạn lời chào trân trọng nhất. Chúc quý vị công nhận hạnh phúc. Với những đứa con nít, giữ tự do là rất hồn nhiên. Tự là thứ chơi cho cũng là trò chơi. Yêu thật vui cũng chẳng vui gì. Yêu chỉ ngồi đây thang vũ hà. Sao không hay tức yo. I don't want nobody, 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 nobody. Với những đứa con nít, giữ tự do là rất hồn nhiên. Tự là thứ chơi cho cũng là trò chơi. Yêu thật vui cũng chẳng vui gì.
Xin mời quý vị và các bạn nghe một ca khúc đang được quý vị và các bạn yêu mến. Ca khúc này Vũ Hà sẽ hát song ca cùng với nữ ca sĩ Yến Quỳnh. Mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Giọt Nước Mắt Đàn Ông. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin cảm ơn. Nếu mai này cuộc tình em có chia lìa, hãy trở về vì anh chỉ yêu mình em. Nhưng có lẽ đó chẳng chỉ là mơ ước. Em có yêu gì tôi? Đêm qua em nằm mơ bỗng thấy người em yêu sao bỗng tự nhiên khuất xa. Em không biết vì sao tại sao anh ra đi không một lời từ lì. Giờ thì em lại quay trở về người đàn ông ngày xưa mà em nhớ thương. Anh xót xa tình anh chỉ vì ngày xưa anh đã quá say lầm yêu em. Khóc làm gì vì anh không hiểu cho mình, nhớ làm gì vì anh có yêu mình đâu. Thôi anh ơi xin chúc anh được hạnh phúc, thế gian này đâu chỉ có mình anh. Nếu mai này cuộc tình em có chia lìa, hãy trở về vì anh chỉ yêu mình em. Nhưng có lẽ đó chẳng chỉ là mơ ước. Em có
em yêu xa bóng tự nhiên khuất xa. Em không biết vì sao tại sao anh ra đi không một lời từ ly. Giờ thì em lại quay trở về người đàn ông ngày xưa mà em nhớ thương. Anh xót xa tình anh chỉ vì ngày xưa anh đã quá say lầm yêu em. Khóc làm gì vì anh không hiểu cho mình, nhớ làm gì vì anh có yêu mình đâu. Thôi anh ơi xin chúc anh được hạnh phúc, thế gian này đâu chỉ có mình anh. Nếu mai này cuộc tình em có chia lìa, hãy trở về vì anh chỉ yêu mình em. Nhưng có lẽ đó chẳng chỉ là mơ ước, em có yêu gì tôi. Khóc làm gì vì anh không hiểu cho mình, nhớ làm gì vì anh có yêu mình đâu. Thôi anh ơi xin chúc anh được hạnh phúc, thế gian này đâu chỉ có mình anh. Nếu mai này cuộc tình em có chia lìa, hãy trở về vì anh chỉ yêu mình em. Nhưng có lẽ đó chẳng chỉ là mơ ước, em có yêu gì tôi. Nhưng có lẽ đó chẳng chỉ là mơ ước, em có yêu gì tôi. Xin cảm ơn Vũ Hà. Và hôm nay là cái live show của Yến Quỳnh. Và hân hạnh là được mời Vũ Hà đến đây và cũng đã xong ca cái ca khúc này. À, thôi thì cho anh nắm tay em lần cuối dạ. Vì nãy hát cao ca khúc là em có yêu gì tôi nào. Và xin cảm ơn Vũ Hà rất nhiều. Và xin chào tạm biệt quý chị và bên trong còn nhiều lắm. À, khán giả đừng có ra về cho quý chị một chút xíu nữa sẽ cười thoải mái. Và kính thưa quý vị và các bạn, giờ đây chúng ta sẽ gặp gỡ thêm một lần nữa với một gương mặt cũng rất được quý vị yêu mến. Và sự hiện diện đông đảo của tất cả quý vị đã nói lên sự ủng hộ và chia sẻ với nỗi niềm riêng của nữ ca sĩ Yến Quỳnh. Và bên cạnh đó thì sự tương trợ của tất cả các anh em nghệ sĩ cũng góp sức để tạo nên một chương trình để đáp lại sự yêu mến và cổ vũ của tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ được hân hạnh giới thiệu phần trình diễn của nam ca sĩ Lâm Vũ. Lâm Vũ xin kính chúc cho tất cả quý vị và các bạn có một buổi tối thưởng thức ca nhạc thật vui và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn. Giờ chia tay lần cuối gượng cười, mà nghe tim đến đâu dạ rời. Tựa như một giấc mơ trong đời, sao còn vương vấn nghe lời. Trời ơi ai thấu chân lòng tôi. Đường em đi lúa gấm ngọc ngà, đường tôi đi phong ba bụi trần. Tìm đâu một lối cho đôi mình, thôi đành chấp nhận bề bàn. Nhìn nàng nuốt lệ mà đi, nuốt lệ mà đi. Người ơi, vì tình yêu không mua bằng lời nói, tình yêu không xây bằng trái tim sang giàu. Và tình yêu không phải như thơ, một túp lều tranh đôi bỏ tim mơ. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tình, cảm ơn chị em. Để rồi mai ôm xót xa một mình, bình minh vừa hé lên chân trời. Giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào, gương cười vẫy chào biển lấy. Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác rất mới của ba nhạc sơn rất là đầy được vươn lên được gửi lên biển. Cảm ơn anh. Yeah.
cảm ơn. Giờ chia tay lần cuối gượng cười còn đau mẹ, mà nghe tim đến đâu dạ rời. Tựa như một giấc mơ trong đời, sao còn vương vấn nghe lời. Trời ơi ai thấu chân lòng tôi, đường em đi lúa gấm ngọc ngà, đường tôi đi phong ba bụi trần, tìm đâu một lối cho đôi mình, tôi đành chấp nhận bề bàn. Nhìn nàng nuốt lệ mà đi, nuốt lệ mà đi. Người ơi, vì tình yêu không mua bằng lời nói, tình yêu không xây bằng trái tim sang giàu, và tình yêu không phải như thơ, một túp lều tranh đôi quả tim mơ. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tình, để rồi mai ôm xót xa một mình. Bình minh vừa hé lên chân trời, giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào, gương cười vẫy chào biệt ly. Vì tình yêu không mua bằng lời nói, tình yêu không xây bằng trái tim chân thành, và tình yêu không phải như thơ, một túp lều tranh đôi quả tim mơ. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tình, để rồi mai ôm xót xa một mình. Bình minh vừa hé lên chân trời, giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào, gương cười vẫy chào biệt ly. Bình minh vừa hé lên chân trời, giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào, gương cười vẫy chào biệt ly. Bình minh vừa hé lên chân trời, giờ đây lông vũ nghẹn ngào, gương cười vẫy chào biệt ly. Vâng, xin rất nhiều, xin thành cảm ơn ạ. À, đây là một ca khúc mới và Lâm Vũ mong rằng tất cả quý vị ủng hộ. Tôi lại về bên anh, ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình giống trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thùa lên đến. Ta sẽ thăm từng đường, sẽ đi thăm từng người, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vắng tan, dù bao tháng năm đau thương dập vui, đường quen vẫn ta nay ta lại về.
cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây qua cơn mê, sông Càn lại thành dòng, xuôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài, vun cuộc tình thật đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Cho ca sĩ mình một tràng pháo tay lớn lên đó được không ạ? Vâng, xin lỗi rất nhiều. Xin chào, cảm ơn ạ. Và kính thưa quý vị, hôm nay mình rất là vui khi các anh Tâm Vũ đến đây gửi cho cái live show của mình. Mình rất là hạnh phúc và chúc ơn anh Vũ ạ. Một mãi qua cơn mê, xa cuộc đời bên bóng, tôi lại về bên anh. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thùa lên đến. Ta sẽ thăm từng đường, sẽ đi thăm từng người, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vắng vai, dù bao tháng năm đau thương đập vui, đường quen vẫn ta nay ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây qua cơn mê, sông Càn lại thành dòng, xuôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài, vun cuộc tình thật đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Và quý vị đang thưởng thức ca khúc Qua cơn mê với phần biểu diễn của Yến Quỳnh và Lâm Vũ. Và Yến Quỳnh rất cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều và xin chúc cho tất cả quý vị có một buổi tối thật vui và xin chúc cho live show của ca sĩ Yến Quỳnh thành công tốt đẹp. Một chiều trong mù sương, chợt nghe tiếng hát ai vẫn vương. Chờ hoài trong mọi mong, từng cơn nước cuốn trôi trong lòng. Để rồi ta gần nhau, hoàng hôn xuống có anh với em. Tình mình không nhạt phai, dù năm tháng vẫn trôi đi hoài. Vì nhớ anh, vì khát khao với anh, cuộc tình gầy mòn bấy lâu. Vắng anh dù cách xa với anh, em luôn mong chờ anh. Nụ hôn say đắm cho tình yêu chúng mình, nụ hôn say đắm cho mộng mơ thắm tình. Chờ mong anh đến với em và chỉ có em với anh, cơn mơ không vỡ tan mau. Nụ hôn say đắm cho tình yêu chúng mình, nụ hôn say đắm cho mộng mơ thắm tình. Và em luôn có anh, với anh sẽ mãi không buồn phiền.
chợt tình cơn mong mơ. Còn ai nữa có ta với ta? Đừng buồn nhé người hỡi, chuyện tình ta sẽ như mây trời. Vì nhớ anh, vì khát khao với anh, cuộc tình gầy mòn bấy lâu. Dù vắng anh, dù cách xa với anh, em luôn mong chờ anh. Nụ hôn say đắm cho tình yêu chúng mình, nụ hôn say đắm cho mộng mơ thắm tình. Chờ mong anh đến với em, và chỉ có em với anh, cơn mơ không vỡ tan mau. Nụ hôn say đắm cho tình yêu chúng mình, nụ hôn say đắm cho mộng mơ thắm tình. Và em luôn có anh, với anh sẽ mãi không buồn. Cho tình yêu chúng mình, nụ hôn say đắm cho mộng mơ thắm tình. Chờ mong anh đến với em, và chỉ có em với anh, cơn mơ không vỡ tan mau. Nụ hôn say đắm cho tình yêu chúng mình, nụ hôn say đắm cho mộng mơ thắm tình. Và em luôn có anh, với anh sẽ mãi không buồn. Nụ hôn say đắm cho tình yêu chúng mình, nụ hôn say đắm cho mộng mơ thắm tình. Chờ mong anh đến với em, và chỉ có em với anh, cơn mơ không vỡ tan mau. Nụ hôn say đắm cho tình yêu chúng mình, nụ hôn say đắm cho mộng mơ thắm tình. Và em luôn có anh, với anh sẽ mãi không buồn. Và em luôn có anh, với anh, này người tôi yêu ơi. Và kính thưa quý vị, giờ đây Thái Hùng xin dành bằng sự trân trọng để giới thiệu đến tất cả quý vị một nam ca sĩ mà quý vị đã đặt sự thương mến hơn 10 năm qua. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay với phần trình diễn của nam ca sĩ Ngọc Sơn. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình thân yêu. Và dạ kính thưa quý vị, lần sau tiết mục Ngọc Sơn còn 5 tiết mục nữa, danh hài Hoài Linh nữa, thành ra là nhớ coi hết chương trình. Nếu một trường hợp Sơn đang hát mà có người nào nằm ngủ thì thiệt là đau lòng quá đi thôi. Vâng, đầu năm thì Sơn gửi đến đại đình ta mọi điều chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Và con cọp vàng nó đang đến nhà mỗi người, và năm nay những người tâm đức và bảo đảm tôi đó là nó phát tài trong tám luôn đó. Bây giờ xin gửi đến đại đình một sáng tác mới của Ngọc Sơn, ca khúc mang tên là Tiền. Trong tay không tiền đời mấy ai thương, những lúc có tiền nhiều kẻ ghét gây, bao đêm ngao ngán thở dài nhìn lên mà hỏi ông trời. Giờ tôi biết sống làm sao trời ơi. Ông trời ngoảnh mặt làm ngơ, vì đời không giống trong mơ. Kiếp người phận số riêng ai, trần gian là khói đọa đầy. Thì cớ sao gây oán thù, vì danh lợi mà đau. Vì kiếm tiền phù nhau, nhưng khi có tiền thì tiền cũng có. Lúc trắng tay hỏi lời nói
đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi vì một chữ tiền mà quá trời duyên dáng quá đi thôi. Bao đêm ngao ngán thở dài, nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi, ông trời ngoảnh mặt làm ngơ, vì đời không giống trong mơ. Kiếp người phận số chua cay, trần gian là cõi đọa đày, thì cớ sao gây oán thù vì danh lời mà đau, vì kiếm tiền phù nhau. Nhưng khi có tiền thì tiền cũng có. Lúc trắng tay hỏi lời nói ai nghe, đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi vì một chữ tiền mà thôi. Đêm nay em bỏ ta rồi, ngọc sơn sao khổ thế trời, vì một chữ tiền. Và kính thưa quý vị, có lẽ đây là tiết mục mà tất cả chúng ta đang mong đợi rất đặc biệt, đó là trích đoạn cải lương Lệnh Truy Nã, một kịch bản cải lương nổi tiếng của soạn giả Đăng Minh vào những thập niên 90. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ xem lại và chắc hẳn sẽ mang đến cho tất cả quý vị những nụ cười thật thanh thản và thư giãn qua phần trình diễn duyên dáng của các nghệ sĩ Khắc Bình, Phi Phụng, ca sĩ Yến Quỳnh. Và một tràng pháo tay quay lại trên sân khấu của chúng ta với danh hài Hoài Linh. Buồn ghê vậy đó, bà già gì ngộ ghê vậy đó. Một hai thì hối mình á, con ơi sao mà không đi lấy chồng đi, dắt chàng rể tương lai bạn trai là ai dắt về, bữa nay hẹn đã đời rồi, kêu người ta hẹn rồi, giờ này không thấy đâu hết trơn, đóng cửa làm gì chồng biết bả. Má ơi, má ơi, 9 giờ sáng rồi má ơi. Trời đất ơi, con gái con đứa gì đâu mà trời ơi, mày cần lấy chồng đâu. Nhỏ nhẹ chút con, lại mày kêu réo dữ vậy. Con nói má nghe nè. Sao? Má biết bữa nay ngày gì không? Ngày má đi đám cưới. Trời đất ơi. Chứ ngày gì? Má nói con á là sao mày không đi lấy chồng đi. Ừ. Mày dắt bạn trai về cho má coi mắt, má muốn là có cháu ẵm bồng. Đúng. Rồi con nghe lời má. Bữa nay con hẹn bạn trai con tới, tự nhiên má đi đâu ạ? Quên má quên. Trời ơi, con nói, má nói con nghe nè, bữa nay đám cưới mấy bà dì mời ở ngoài Vũng Tàu á, người ta đám cưới đời chỉ có một lần, còn bạn trai con ngày nào không gặp. Thôi hẹn nó bữa khác đi ha. Má đi đám cưới. Má, con thấy cái vụ đau bông là không được nha. Sao vậy con? Bà nghĩ sao bà già chơi hai cái núi tròn quay tròn như gì mà hồng rồi hai cái chặt cua vậy bà? Nói nghe nè con ơi, mình phải chặt chém người ta mà không có đồ thiệt mà phải chặt chém đồ giả vậy mới được. Con nói má nghe nè, sao? Tự nhiên bạn trai người ta hẹn tới là bà đi vậy không có được. Quên quên mà hỏi. Nè nè, nó hiền không con? Trời đất ơi, nhắc mới nhớ nha. Sao? Con bảo đảm má gặp bạn trai con là má thương liền. Vậy đó hả? Bữa trước á, con và anh ngồi trong công viên. Ừ. Con kiến nó bò lên cái đùi con. Con kiến bò rồi sao? Con tính thọt tay con bắt con kiến á, con giết. Ờ. Anh kêu đừng em. Anh cầm con kiến, bắt con kiến, anh bỏ xuống đất cho nó bò. Ồ, bò. Có tâm tốt quá con, không có sát sanh loài vật tốt. Nhưng mà chút xíu nó lấy chân anh chà 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 nữa. Trời đất ơi. À, má hiểu rồi, có nghĩa là nó thương vợ, sợ vợ bị kiến cắn. Kiến cắn, như là anh thù người nào mà cắn vợ ảnh. Vậy đó hả? Thôi bây giờ lỡ rồi, thôi má đi đám cưới nha. Má đi đám cưới hả? Ừ.
Không rồi chừng nào mới về? Thì mai tôi về, tôi đi Vũng Tàu mà. Rồi bà đi đi. Khoan. Cái gì nữa? Trời ơi. Đồ giả bà ơi. Đi đám cưới gì đâu mà chống trời vậy? Trời ơi con ơi, nhà mình phá sản rồi con, thôi kệ đi. Con nói má nghe không có được. Má dù gì là ai cũng biết má là giàu có hết trơn á. Tuy là ba mình mất đi, gia đình mình suy sụp, nhưng mà con muốn má là phải là sáng chói như người ta. Má quên sao, đây là chiếc nhẫn hột sòn mà ngày xưa ba để lại cho má. Má đưa cho con má đeo. Biết rồi, nhưng mà đây là của hồi môn, má dành cho con, khi nào lấy chồng má tặng con. Không, má cho rồi má không có lấy lại. Con muốn má đeo tới cái ngày đám cưới, tại vì mình vô mình gấp ăn gấp vậy nè. Chiếu chiếu chói chói vậy đó hả? Má. Vậy đó hả? Chị cho má mượn phải không? Thôi rồi ở nhà nghe, nên bạn trai con tới nói thôi bữa khác đi. Má đi đường cẩn thận nha. Má đi nghe. Rồi. Thương quá. Nhớ nha má. Nè. Là đi ra ngoài Vũng Tàu quên. Ra Vũng Tàu mua quà gì cho con nha. Ở nhà con gái đứa nghe. Dạ. Dắt bạn trai tới không có bậy bạ nghe. Chết dạ, không có đâu bà. Trời ơi má dễ thương quá. Anh ra anh làm bèm chút em mới kêu nha. Bây giờ em hỏi khán giả nè. Bây giờ má em kêu em á là bà đi đám cưới vậy đó, bà kêu em dắt bạn trai tới mà thật sự bà đi đám cưới rồi. Bây giờ quý chị có thấy là em gọi điện thoại kêu bạn trai đừng có tới hay là cho tới luôn? Tới luôn, bởi vì người ta có câu là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Em sẽ ra em mua một thùng bia, một con khô mực. Xào 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 là món nhậu, hai đứa quất thùng bia. Trời lúc đó xỉn hai đứa làm gì chắc vui lắm ta. Lúc đó là em quay cuồng trong mơ hồ, loài người chìm trong đêm quang du, ăn sô-cô-la, ăn sô-cô-la, thôi đi mua mồi. Trời đất ơi, cái bài này của Giang Quốc Hải hát đó, ăn sô-cô-la, ăn sô-cô-la. Tướng này làm giang hồ tin không? Trời ơi, em ra em giật đồ, chưa kịp giật người ta thấy tội, người ta cho luôn. Hey. Có mấy thằng đàn em hay thiệt, giờ này nó đọ bỏ mình đói queo rau luôn à. Bảy à, Bảy à, thật là chán quá đi. Giờ này còn nhậu nhẹt hả mày? Hả? Chứ không nhậu làm gì đây ca mày... Mấy tháng này là ca biết không? Em là thanh niên mà trong túi không có một cắt, đã vậy còn nuôi con ghệ nữa chứ. Không có tiền mày đặt đèo bồng nuôi ghệ. Mày nhìn tao đi, mày với tao đứa nào mập hơn? Chứng tỏ là mày có ăn hơn tao. Đại ca làm hớp đi ca. Tôi đập mày à. Tao chuẩn bị có hẹn rồi. Đại ca ơi. Gì? Mấy tháng này không có phi vụ nào hết trơn. Tiền bạc thì không có xài. Theo đại ca em đói quá. Đại ca, mình kiếm phi vụ nào mình làm đi đại ca. Tao thấy tụi bay đói tao cũng khó chịu lắm. Thôi từ từ đi. Có rồi, núp vô đi, núp vô đi. Núp vô đi. Cái gì đó cả? Núp vô đi, có phi vụ rồi. Phi vụ gì đó cả? Núp vô đi. Dạ. Có một cô gái chân dài. Ở cái chân bà này, trời ơi, thấy chân bà này em thèm giò heo hầm quá bà đại ca ơi. Mất dài, ta chưa ra nó quở rồi. Chân dài chết trời. Em như cô gái hay còn xuân, trong chẳng thơ ngày lắm buồn. Em gái hả? Cậu kêu ai vậy? Mắt bị cận thị. Ý má ơi, nhìn tướng học sinh mà nhìn cái mặt của phụ huynh quá vậy trời. Nói nghe là mất cảm tình rồi. Chào cô. Chào cậu, tôi không có quen biết cậu cản đường cản lối tôi chi vậy? Thích cản được không? Bà chị à, mấy đứa em đang vả quá, bà chị cho xin đỡ ít được không? Xin tiền hả? Trời ơi, mặc đồ vậy mà xin tiền hả? Không có. Xin tiền. Được. Nếu mà bà chị không đưa thì đừng nói tại sao em độc ác. Khe hả con? Sợ nào đâu. Mà không cách nào sợ chỗ này hết trơn. cười đi rồi niệm Phật đi là vừa. Lèm bèm, lèm bèm. Anh ơi, anh lặng cướp hả?
Nghĩ sao tướng này nói ăn cướp? Ôi không có tin. Giật đồ thôi chứ ăn cướp cái gì. Ôi giật đồ vậy là anh lầm rồi. Không có gì đâu giật. Giả, không có gì trơn rồi. Thấy như hai cái hộp vịt mà hồng chét như này là biết giả rồi bà nội. Dạ bởi vậy em có gì trơn rồi á. Còn chỗ nào giả nữa không? Không đồ em ha. Thiệt nhưng mà không có gì. Cái này giả nè. Đưa cái vỏ đây coi. Có tiền đâu. Vậy đeo chị cho xa chứ muốn miếng nào hết trơn á. Đưa cái vỏ đây. Đưa. Không có. Đưa cái vỏ đây. Không có gì đâu đừng. Không có. Đưa cái vỏ không bà lung. Đưa. À đó. Tại sao giật không chịu đưa mà nói bà lùng lại đưa? Tự ai chứ? Nghĩ sao nói tôi lùng? Má ơi, má tự soi gương coi má cao hôn. Nói chuyện với má còn cúi xuống còn mỏi cổ rồi là. Thôi được rồi. Nè cậu ơi, tôi nói tôi cũng giỏ không có gì trơn cậu ơi. Chỉ có cái thiệp đi đó. Buông ra. Cái bào thời đó. Buông ra. Đi đám cưới mà đừng có mỏi. Trời đất ơi. Tướng tá cũng sang trọng mà sao trong vỏ không có đồng bạc nào vậy bà nội? Bởi tôi nói rồi, cậu đừng mở ra mừng. Đi đám cưới, đừng có mở. Đi đám cưới có cũng được. Thôi, có còn hơn không? Đừng có mở cậu ơi mở ra thất vọng não nề. Thấy. Má ơi. Đi đám cưới mà trong bao thơ bà bỏ 20 ngàn. Bà biết bây giờ người ta đặt bao nhiêu một bàn không bà nội? Triệu mà. Ít nhất cả triệu bạc một bàn. Biết. 10 người như bà người ta lỗ banh bọng. Mà nghĩ sao bà giả mang vậy? Bà đi 20 ngàn là sao? Bởi vậy tôi nói cậu rồi đó, tôi giàu lắm em, giờ tôi bị sạc nghiệp phá sản đó. Tôi nói cậu đừng có mở ra cậu không tin. Trời ơi 20 mà đỡ, có nhiều người đi giấy số có 5 ngàn. Trời ơi. Bao thơ đâu có đề tên đâu, không ai biết. Thôi ha, không có tiền tha đi ha. Tha tôi ha, cảm ơn cậu. 20 lấy 20. Trời đất ơi, nở lòng nào lấy rồi tôi đi cái bao thơ sao cậu ơi, cậu tội nghiệp tôi cậu ơi. Cậu ơi tội nghiệp tôi, trời ơi tôi không có cái gì, cậu làm ơn tha tôi đi trả tôi hai. Còn cái... không có còn gì trơn. Còn không có còn gì trơn rồi. Còn một cái hộp. Hộp gì? Tôi có hộp gì đâu mà cậu nói còn. Tôi muốn lấy cái hộp đó đó. Tôi có hộp gì đó trời. Trời ơi cậu ơi cậu, tôi nói thiệt với cậu, cái hộp này là chồng tôi quý chứ người ta không quý. Chồng bà quý nhưng tôi cần. Cậu ơi đừng có lấy. Cậu lấy cái gì cậu ơi? Cậu ơi, tôi không còn cái gì hết trơn cậu ơi. Đưa đây. Có gì đâu đưa. Có gì đâu đưa cậu ơi. Bây giờ bà có đưa hay không? Tôi nói cậu, tôi không còn gì đâu mà cậu lấy. Bãi à. Làm việc. Ê, trời ơi, đỡ quá. Trời ơi, cậu ơi, cậu ơi. Ăn cướp. Cái thằng đó nó ăn cướp giật đồ của tôi đó cậu. Cậu ơi, cậu cứu tôi đi cậu. Bà biết ông đó là ai không? Ai vậy? Tướng cướp Thái Salem đó. Thái Salem. Còn tôi bà biết ai không? Ai? Tướng cướp Lái Salem. Trời ơi, tự nhiên tôi bị độc cố cô bãi. Trời ơi, nó chặt tay tôi rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Thành công rồi đại ca. Trời ơi, mày quất luôn của người ta vậy đó hả? Đại ca, hồi nãy em thấy bàn tay của bà đó mập lắm. Sao giờ chặt xong còn chút xíu rồi đại ca? Mày ngu quá. Tướng bả như vậy mà bàn tay bả mập mạp, chắc chắn bả có bơm silicone. Mày chặt xong rồi silicone nó tuôn ra thì còn xương không, mày hiểu không? Đại ca ơi, chiếc nhẫn hột sồn này bự sáng quá. Mình đem ra chợ bán chia nhau xài, đại ca mấy ngày nay em có tiền xài. Đại ca sẽ kiếm tiền đưa cho mày. Cái này đại ca đang cần. Đại ca sẽ lo cho mày, được không? Dạ, theo đại ca cũng đã bao nhiêu năm rồi. Đúng không rồi? Bây giờ cái này ăn đồng chia đủ, ăn đồng chia đủ. Bây giờ đại ca lấy cái nhẫn, mày lấy bàn tay đi. Em lấy bàn tay làm gì? Ngâm rượu uống. Thế hả? Đại ca, em thấy đại ca mấy ngày nay ốm yếu quá, không thấy em đem hầm đu đủ cho đại ca, tẩm bổ cho đại ca. Thôi cảm ơn mày, tao xương nhiều lắm rồi. Đại ca. Trời đất ơi, đi chợ cả buổi rồi mua nào là mực, nào là tôm, ăn cho sức khỏe, nhậu nhẹt cho nó vui, tưng bừng khói lửa. Rồi mua sô-cô-la nữa. Nhưng mà giờ này chưa tới nữa, thì các anh này mắc uy tín ghê. Trời ơi, lỡ mà má mày đi Vũng Tàu, chứ nếu má mày có nhà mà chàng rể tương lai mày ra, mắc mẹ vợ Thủy Tiên à. Trời đất ơi, giờ này mới xuất hiện. Thủy Tiên, khỏe không? Trời em giận thôi, buông ra. Em giận anh rồi đó. Nhớ quá trời cho ôm cái không được hả? Không phải, anh hứa với em là hôm nay anh ra mắt má em, mà giờ này anh mới tới, anh biết anh chở mấy tiếng đồng hồ không? Bây giờ má em có nhà không?
hên cho anh má em đi rồi đó, anh giận anh vậy đâu cần ra mắt má em, ra mắt em là được rồi. Nói nghe nè, anh nhớ em quá trời luôn á. Giờ nói nghe hùng cái thì mới tin. Nghe mùi phấn thôi đã cao phải không? Không có phấn nụ. Bây giờ em phải bắt anh bắt đền em. Tự nhiên anh đến trễ phải có cái gì á, bắt đền em mới chịu. Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt. Cái này giống phim Hồng Kông quá. Làm cái thứ hai vô, hung cái bên cái thứ hai vô. Hên xui. Dạ, rồi em nhắm mắt. Đưa tay ra đi. Gì lau dữ được ta. Tặng dạ. Em nè. Trời ơi anh ơi, đẹp quá. Anh, sao em dám nhận cái món quà quý giá này? Cả cuộc đời anh dành cho em còn được. Chiếc nhẫn này ăn thua gì. Nhưng mà nhận đi nghĩ, cho anh vui mà. Em nghĩ là chiếc nhẫn lớn lao quá em dám nhận đâu. Thôi nhận đi mà, nhận cho anh vui nha. À, thôi thì trước sau gì mình cũng làm vợ chồng. Coi như là cái này à, quà cầu duyên cho em phải không? Cầu hôn em phải không? Cầu duyên. Dạ, để em đeo thử coi đẹp không nha. Trời ơi, anh vừa quá anh. Mà sao em biết cái tay em đi, sao mà đeo vừa dữ vậy? Anh mới chặt mới anh chặt lại cho nó vừa. Trời ơi, chiếc nhẫn này đẹp dễ sao. Em thích là được rồi. Ồ, chiếc nhẫn này quen quen ha, nhìn thấy quen quen ha. Không có gì đâu mà thấy gì đâu quen. Thì chiếc nhẫn hột xoàn nào nó cũng chẳng sáng giống nhau. Vậy hả? Anh có điện thoại, anh chờ em chút nha. Anh cầm chiếc nhẫn này chờ em chút. Trời ơi, nó còn sợ mất. Trời ơi, nhẫn hột xoàn mà anh phải kỹ lưỡng. Alo. Dạ, dạ tôi tên là Thủy Tiên. Hả? Má tôi bị người ta chặt một bàn tay cướp đi nhẫn hột xoàn hả? Chết rồi. Rồi. Má tôi không sao, tánh mạnh không sao, nhưng mà chỉ mất một bàn tay thôi. Thủ phạm là một tên cướp ở bơm. Chết rồi. Mà cổ có tóc sau đuôi nữa hả? Trời ơi chết tôi rồi. Rồi. Ủa mà sao mà biết cái số điện thoại của tôi mà gọi cho tôi vậy? Má tôi cho hả? Dạ bác sĩ à. Em xin phép bác sĩ cho em thu thiếp là đừng sao em chạy ra máy em liền. Dạ chào bác sĩ, cảm ơn. À Thủy Tiên anh về nha. Anh Thái. Chuyện gì? Anh có biết là cú điện thoại vừa qua là người ta báo cái gì không? Báo chuyện gì? Người ta báo là má em bị tai nạn. Trời, má em bị tai nạn. Chết chưa? Trời anh nghĩ sao nói câu đó về bọn anh thương tiếc má em sao? Không phải anh hỏi là anh lo lắng cho bác mà, nếu bác có chết chưa? Chưa chết phải không? Má em chưa chết. Chưa chết thì bình tĩnh, đâu có chuyện gì. Nhưng mà bị mất một bàn tay. Mất một bàn mà bị cái người đó cướp nhẫn một sòn mà cái tướng ôm bốm cao cao. Cho mượn chiếc, con chiếc nhẫn lại cho anh. Có nhẫn gì đâu, nhẫn này của anh mua mà. Trời ơi, thiệt vàng sợ gì lửa. L chiếc nào cũng giống chiếc nấy mà. Ôi, rõ ràng là ngày xưa ba mình tặng cho má mình. Trong chiếc nhẫn này có khắc chữ L. L là Lệ, H là Hải. Lệ Hải là tên của má mình mà. Anh Thái. Đâu có cái này anh. Anh mua chiếc nhẫn này ở đâu? Anh mua ở tiệm Lan Hương. Không cũng em L, không có tin. Đúng rồi, chiếc nhẫn này. Đúng rồi. Không còn gì mà chối cãi nữa. Tôi không tin ông đâu. Thủy Tiên, em phải nghe anh nói. Không, tôi không tin. Thủy Tiên, tôi đã biết rồi. Chiếc nhẫn hột xoàn này tôi đã nhớ kỹ lắm mà. Má tôi đã được ba tôi tặng ngày xưa làm kỷ niệm. Bây giờ chiếc nhẫn này anh lại tặng tôi, mà trong khi có tên của má tôi với ba tôi, mà anh còn chối cãi gì nữa? Không, anh không làm như vậy. Thủy Tiên ơi, anh không làm như vậy. Em phải tin anh, Thủy Tiên à. Tôi không tin. Ông càng nói là ông lộ ra chân tướng của một tên cướp đó. Thủy Tiên, em phải nghe lời anh. Thủy Tiên. Thủy Tiên. Giữa tôi và ông kể từ đây hai chữ yêu thương được thay thế bằng hai tiếng hận thù. Thủy Tiên. Từ bây giờ cho đến mai sau đừng gặp gỡ trong đời người đàn bà bị mất một bàn tay, đó chính là mẹ ruột của tôi. Trời ơi, ông còn thủ hay con cướp bàn tay người nuôi dưỡng tình yêu. Tiếng em bình tâm mà suy xét lại, anh vẫn là anh vẫn chớ thiện lương. Nghe lời ai em kết tội nặng nề, thật
là tội nghiệp cho anh. Chuyện mẹ em bị người ta hãm hại, anh sẽ tìm ra và giành mặt kẻ côn đồ. Xin em suy xét tận tường kẻo mà tội nghiệp cho anh. Thủy Tiên: Thôi tôi ông càng chạy chói quanh co thì càng lộ chân tướng của một kẻ gian manh, một con người xảo trá. Vì khi đối mặt cùng ông tôi đã đủ chân lý, một quan tỏ tầm vắng tên tội phạm. Thì đừng ông ơi đừng nói chi thêm những lời đường mặt, để tiếp tục rủ tôi vào cơn đam mê điên loạn. Khi giữa tôi và ông chỉ còn một con đường duy nhất là đường ông đi đường tôi bước đôi ngả, chia ly hai phương trời ly biệt. Trong khi ông tiếp tục bước vào cơn đam mê điên loạn, còn tôi đi bước đau thương mà nghe chiếu nặng tâm hồn. Thủy Tiên, anh không có. Tôi đã lầm tin nên trao trọn tình đầu. Nếu có đủ sức mạnh, tôi giết ông để rửa hận. Mẹ tôi bị tật nguyền, tội lỗi ấy do tôi. Một kẻ tòng, một kẻ chủ mưu. Thái ơi anh đã chôn tình ta vào trong nguyệt lành. Mặt đất cuồng quay, bầu trời nghiêng đổ. Ta như cái xác không hồn đang dập diều phiêu lãng. Em hãy nghe anh nói, anh không làm điều đó. Anh không chặt tay của mẹ em mà. Đối tại được hả? Tôi không có tin anh đâu. Anh cần nói ra, tôi biết anh là một tên cướp mà. Không có nói nữa. Thì tìm, chuyện đó chỉ là quá khứ. Còn gì nữa đâu mà ông diễn tuồng bi thương đau khổ. Bị lộ ra tên tâm tình gian dối cỡ trong tôi. Mối tình trong trăng là bỗng tròn vui rồi bỗng dở tan đất bằng dậy sông. Cứ mắt của tôi những gì mơ tưởng đã ngã chia ly niềm đau nhói trong lòng. Hôm nay nhắc lại ân tình ngày xưa yêu thương ước nguyên trăm năm thề nguyện. Và tình đôi ta chia hai lối đi để tôi một mình ôm nỗi sầu cô đơn. Đành xa nhau xa mãi anh ơi cho đến muôn đời. Lần gặp gỡ nhau đây là lần gặp gỡ sau cùng. Kể từ hôm nay xem như ai ta đã chết. Ô tầm quan cầu đã chia cách tình ta. Xin mẹ hiền hãy tha thứ tội bất yêu cho con. Con nuôi dưỡng kiếp này con lội đào để che khóc măng đêm dài quạnh quẻ. Tôi sẽ chiều về cô độc bơ vơ. Nếu như ông biết gặp chiếc nhẫn này là vật kỷ niệm ông cần, tôi cho ông đó để ông khỏi là một kẻ sát nhân. Về đi, đừng để tôi gặp mặt ông lần thứ hai nữa. Thủy Tiên, ông về đi. Thủy Tiên, ông về đi. Thủy Tiên, thôi ông hãy đi về. Từ đây con nguyện thương làm chi, con nhớ thương làm gì. Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình mới biết. Chuyện tình đôi ta anh hãy xem thương thôi. Em đừng giận anh, kìa dĩ vãng mùa thu vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao, tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay tình mình chia rẽ đôi nơi. Thôi vĩnh biệt người ơi. Ông về đi, ông về đi. Thủy Tiên, mẹ không Thủy Tiên, Thủy Tiên, Thủy Tiên. Hết rồi. Và kính thưa tất cả quý vị, tiết mục đặc biệt vừa rồi đã thay cho lời chào tạm biệt trong buổi tối hôm nay.
Và không quên gửi lời tri ân sự cổ vũ nồng nhiệt của tất cả quý vị với live show Yến Quỳnh. Và xin chúc quý vị có được một giấc ngủ thật ngon và rất mong rằng tiếng hát Yến Quỳnh sẽ dần thân quen, quý vị sẽ đặt nhiều tình cảm với tháng Yến Quỳnh. Và Yến Quỳnh xin trước khi quý vị ra về thì Yến Quỳnh cũng xin cảm ơn tất cả quý chị và con cô bác. Và cảm ơn anh Hoài Linh, cảm ơn nhạc sĩ Thái Hùng, cảm ơn ca sĩ Lâm Hùng. Và cảm ơn rất là nhiều Quách Tuấn Du và tất cả mọi người đều đến đây ủng hộ Yến Quỳnh. Và Yến Quỳnh xin cảm ơn ông trưởng đoàn Lô Tô mà Yến Quỳnh đã cộng tác 7 năm vừa qua. Và cảm ơn tất cả những người bạn ở đoàn Lô Tô đến đây để cổ vũ và ủng hộ cho Yến Quỳnh trong cái đêm live show. Và nhất là người anh mà Yến Quỳnh rất là thương yêu và cũng như là cũng đã thương yêu Yến Quỳnh, giúp đỡ Yến Quỳnh, đó là anh Hoài Linh. Và tất cả cảm ơn mọi người và xin cảm ơn tất cả quý chị. Và cũng không quên cảm ơn khán giả và những người bạn mà đã đi xem Yến Quỳnh trong đêm hôm nay. Và xin cảm ơn tất cả mọi người. Và xin chúc cho mọi người được thành công và năm mới tới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Và xin chào, cảm ơn quý chị rất nhiều. Xin chào tạm biệt và một giấc ngủ thật ngon với tất cả quý vị trong chương trình tối hôm nay. Và một ngày mai là một ngày thứ bảy thật đẹp trời, quý vị sẽ hạnh phúc nhiều hơn. Xin chào tất cả quý vị. Và chúc quý vị ra về. Dạ, xin chào tạm biệt và xin cảm ơn tất cả quý vị. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời, đồi núi xanh ngời. Đâu đây tiếng đàn cầm buông lá lơi, đâu đây tiếng lòng tôi nghe tí tơi. Em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi, em yêu tiếng đàn tôi yêu thế thôi. Như bao giọt sương còn vương mình trên lá, như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười, như xuân chờ đông tình ta còn xa quá, đêm anh chờ em chẳng biết đến bao giờ. Ngày xuân nắng có còn vương trên môi.